là 2K6 còn chưa kết thúc lớp 11, mình đã học gần xong kiến thức lớp 12 bằng cách nào? Dù chưa chính thức lên lớp 12, mình vẫn quyết định học sớm chương trình. Nếu đủ đỉnh chờ đến lớp 12 mới bắt đầu học, mình lo lắng sẽ không có đủ thời gian. Hơn nữa, thầy cô trên lớp thường giảng rất nhanh để kịp chạy đua với chương trình của năm cuối cấp, nên chắc chắn mình cũng sẽ không theo kịp nếu không học sớm. Tự học sớm ở nhà, đối diện với núi kiến thức khổng lồ của lớp 12, mình tất nhiên không thể xoay sở một mình. Mình quyết định đăng ký một khóa học online để chủ động thời gian giữa việc học trên lớp và tự học kiến thức. Sau rất nhiều lần tham khảo ý kiến của các anh chị khóa trên, học tốt 12 của Học Mãi là khóa học được mình lựa chọn. Vì khóa học này đáp ứng được mọi tiêu chí mình cần, bài giảng dễ hiểu, thầy cô danh tiếng, tài liệu chất lượng. Ngay từ khi bắt đầu học khóa học, mình sẽ được cung cấp toàn bộ đề cương với các video bài giảng kiến thức, bài tập tự luyện, bài kiểm tra định kỳ, tài liệu hệ thống kiến thức của cả 6 môn: toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, sinh học, tiếng Anh. Nội dung các bài giảng theo tiêu chí không lan man mà tập trung vào các kiến thức, chiến thuật, kỹ năng trọng tâm, nên mình dễ dàng nắm được phương pháp để làm các dạng bài nhanh, chuẩn, chắc. Những kiến thức trọng tâm của lớp 12 đều được tổng kết lại dưới dạng sơ đồ tư duy để mình nhớ dễ, nhớ lâu hơn. Các bài giảng được chia thành từng phần kiến thức nhỏ, nhỡ có quên chỗ nào thì mình cũng dễ dàng lục lại ngay để ôn tập cho chắc. Ngay dưới mỗi bài giảng, mình thường xuyên trao đổi với các thầy cô khi có thắc mắc, thầy cô sẽ phản hồi ngay lập tức. Bình thường học trực tiếp trên lớp, có thắc mắc thì ngại hỏi, nhưng học online thế này thì cứ hỏi vô tư luôn. Bên cạnh đó, mình còn được tham gia vào các group trao đổi học tập và các buổi livestream do thầy cô tổ chức để chia sẻ phương pháp học tập, giải đáp kiến thức, chữa bài tập, tổ chức thi thử, tư vấn chọn trường, chọn ngành. Để học hiệu quả hơn, mình lên kế hoạch học tập chi tiết và thực hiện tuần tự theo các bước, học sớm các kiến thức lớp 12 theo tinh thần học đến đâu nắm chắc đến đó, hoàn thiện bài tập tự luyện, tham gia các bài kiểm tra định kỳ cùng trao đổi với các thầy cô. Nhờ vậy mà đến giờ mình đã hoàn thành xong khoảng 80% kiến thức lớp 12. Mình tin là với sự nỗ lực sớm này của mình thì nhất định sẽ đem về trái ngọt. 30 phút mỗi ngày học sớm kiến thức lớp 12 để giảm đến 2/3 áp lực trong năm học cuối cấp và nhân đôi cơ hội đỗ đại học. Bí quyết học tốt 12 thì đã có sẵn trong tay, tại sao 2K6 còn chưa hành động ngay nhỉ? Đăng ký ngay khóa học và xuất phát sớm cùng mình nhé!